Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn trong cái phần cập nhật giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng và chuyển tiền nội bộ ngân hàng. Chúng ta vào phần mềm. Ở đây chọn dữ liệu. Chúng ta chọn đồng ý. Ở trong cái phần ngân hàng ấy thì chúng ta lưu ý là trên cái màn hình desktop này, màn hình hiển thị trên này chúng ta chọn ngân hàng, hoặc là chúng ta cũng vào nghiệp vụ ở trên này. Chúng ta chọn ngân hàng và giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng. Chúng ta đầu tiên chúng ta vào giấy báo có ngân hàng nhé. Giấy báo có ngân hàng thì các bạn lưu ý là ở trong cái giấy báo có, giấy báo nợ ngân hàng mà những cái khoản tiền mà chúng ta rút tiền mặt ngân hàng và nhập quỹ, với cả cái mang tiền mặt đi nộp vào tài khoản ngân hàng, thì chúng ta ưu tiên làm ở bên phiếu thu phiếu chi, dùng giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng làm chứng từ chung cho chứng từ gốc, cho chứng từ thu chi các bạn nhé. Ở đây chúng ta chọn giấy báo có ngân hàng, chúng ta chọn thêm mới, cái chuột vải giữa màn hình nhé, chọn thêm mới nhé. Ở đây trường hợp giấy báo có là ví dụ như là ở ở ban quản lý các dự án công trình xây dựng, người ta chuyển tiền cho mình, thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta làm chứng từ ngân hàng thì chúng ta chọn là tài khoản nộp vào tài khoản nào, ngân hàng nào, là họ chuyển đến cho mình thì chuyển đến tài khoản ngân hàng nào. Đây là thanh toán, tôi bật cái Unikey lên nhé. Thanh toán tiền tiền công trình một. Ở đây ví dụ chúng ta chọn mùng 10 tháng 1 đi. 11 131. Ở đây chúng ta chọn tài khoản công nợ nhá. Khi chúng ta xuất hóa đơn ấy thì là lúc đấy sẽ ghi ngược lại tài khoản 3131. Ở đây ví dụ như là 1 tỷ rưỡi đi. Rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy cái đối tượng này này, chính là cái đối tượng tập hợp chi phí này, là cái mà chúng ta theo dõi từng công trình. Ở đây chúng ta ví dụ như ở đây chúng ta chọn công trình 1. Thì chúng ta chọn ở đây là công trình 1 này. Mục đích là sau này ấy, khi chúng ta lên cái bảng cân đối 131 thì chúng ta có thể xem được, tức là ở trong cái phần mềm này nó có một cái công cụ là công cụ tạo báo cáo quản trị. Tạo báo cáo quản trị thì các bạn có thể vào để xem được cái công nợ chéo, tức là ví dụ cái ban quản lý xây dựng này có mình làm cho ban quản lý xây dựng này 3 công trình chẳng hạn, thì sẽ cho mình biết công nợ của ban này từng công trình một là bao nhiêu tiền. Chúng ta lưu chứng từ lại. Đây chúng ta thêm mới. Vẫn là cái ban đấy, đúng không? Nhưng mà lần này ấy, là thanh toán cho chúng ta, chuyển tiền cho chúng ta trong một lần chuyển tiền, nhưng lại chuyển cho 2 công trình. Chúng ta thanh toán tiền công đấy, các bạn chọn nhé. Ví dụ công trình đầu tiên 200 triệu. Công trình 2, chúng ta chọn công trình 2. Tiếp. Copy xuống. Xóa cái này đi. Xóa cái này đi. Đây là 150 triệu. Đây chúng ta chọn công trình 3. Đây chúng ta lưu lại. Ví dụ như cái tiền mình để trong tài khoản ngân hàng đấy, hàng tháng thì có cái khoản tiền lãi là đối tượng tập hợp chi phí. Ở đây chúng ta thêm mới một cái tên tên công ty nhá. Các bạn này. Đây là công ty mình, ví dụ thế, đúng không? Thêm mới này. Ở đây chúng ta chọn này. Rồi. Lãi tiền gửi ngân hàng. Rồi. Ở đây là ví dụ như 28 tháng 1. Thường là ngày 28 là sẽ báo
cuối ngày cuối tháng. À, đây là năm 1 năm các bạn nhé. Ví dụ như lãi 15.000. Đấy, chúng ta chọn lưu. À, rồi một về cơ bản thì đối với cái giấy báo có của ngân hàng ấy thì thường nó có một số cái như thế. À, chúng ta sẽ làm thêm các cái chứng từ như giấy báo nợ nhé. Ở đây chúng ta chọn ngân hàng, chúng ta chọn giấy báo nợ thêm mới. Ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta chọn này, giấy báo nợ này là tài khoản ngân hàng nào, đối tượng này. Chúng ta mua nguyên vật liệu của công ty cung cấp nguyên vật liệu, thanh toán tiền hàng rồi đúng không? Ở đây ví dụ như 20 tháng 1 chúng ta thanh toán cho công ty này, hạch toán vào 331 công nợ đúng không? Thanh toán cho công ty này 50 triệu tiền tiền hàng. Rồi chúng ta chọn lưu này. Đấy. Rồi là đối với trường hợp mà ở đây tôi sửa cái này nhá, có thêm các cái nghiệp vụ như là ở đây ví dụ phí chuyển tiền. Phí chuyển tiền thì chẳng hạn như ở đây là 635 có 20.000. Xong cái phần thuế là của cái phần phí chuyển tiền này là có 2.000. Chúng ta chọn này. Phí chuyển tiền 133 đúng không? 10% giá tính thuế là 20.000. Ngày hạch toán thuế là 21 20 01 01 20 01. Loại hóa đơn. Chúng ta lưu ý là những cái này chúng ta phải chọn đầy đủ nhá, không là đến lúc về lên báo cáo thuế, bảng kê thuế nó không hiện ra. Rồi, mã đối tượng. Ở đây là ngân hàng. Đó, ngân hàng đúng không? Rồi chúng ta đánh nhập thêm các cái thông tin như mã số thuế, địa chỉ. Này chúng ta làm xong rồi chúng ta lưu lại. Đây chúng ta có thể in cái chứng từ giấy báo nợ. Đây cái giấy báo nợ là cái giấy thể hiện việc hạch toán đây. Ví dụ các bạn ghi ủy nhiệm chi của BIDV, in cái ủy nhiệm chi của BIDV chẳng hạn, đấy thì các bạn có thể in ra. Sau trong này có sẵn một số mẫu, 5 cái mẫu của 5 cái đơn vị. Rồi chúng ta thêm mới tiếp là chi tiền lãi ngân hàng, thanh toán tiền lãi vay với 2802 635 50.000 ví dụ thế đúng không? Đấy, thế thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ vào được các cái chứng từ này. Có một cái trường hợp nữa là cái trường hợp mà chúng ta chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác thì cái giấy chuyển tiền này này, cái chuyển tiền này là chuyển tiền nội bộ các bạn nhé, giữa các ngân hàng với nhau chứ không phải là cái giấy chuyển tiền này, nghĩ là nó là giấy chuyển tiền đi đâu. Ở đây chúng ta này, chuyển tiền từ tài khoản Vietcom sang sang MB đúng không? Ở đây ví dụ như 0301 tài khoản nợ 112, tài khoản có vẫn 112, từ ngân hàng Vietcom đến từ ngân hàng MB, số tiền từ Việt Nam đồng sang Việt Nam đồng. Cái này có thể các bạn mà những đơn vị mà có tiền đô ấy thì các bạn có tài khoản tiền đô thì các bạn có thể chọn là từ tài khoản tiền đô sang tài khoản tiền Việt. Tiền đi ví dụ như 50 triệu. Rồi, đúng không? Đối tượng nợ. Đối tượng có là trong một công ty mình đúng không? Rồi, và lưu lại. Đấy. Thế thì về cơ bản là hai cái này thì chúng ta đã có này. Thứ nhất là cái sổ sách của cái sổ tiền gửi ngân hàng này này. Ví dụ chúng ta chọn thời gian. Đấy, thì các bạn lưu ý này,
khi chúng ta xem cái tài khoản này ấy, là các bạn phải chọn cái tài khoản này. Các bạn không chọn, nhìn thấy không? Nó sẽ hỏi ngay. Các bạn xem cho sổ sách tài khoản nào. Thì chúng ta sẽ có một cái sổ tiền gửi giống như cái tiền gửi của ngân hàng. Giống như cái sao kê ở ngân hàng. Để chúng ta có thể xem cái này, đối chiếu. Đây, ví dụ chúng ta xem cái tài khoản MB là nó đã có phát sinh như này rồi. Đây các bạn nhìn thấy không? Đấy. Cái sổ và bảng kê số dư ngân hàng ở đây chúng ta chọn. Đây thì nó xem toàn bộ, xem là ngân hàng chúng ta tài khoản nào có cả bảng cân đối phát sinh của từng tài khoản ngân hàng luôn. Như vậy là chúng ta đã có thể xem được là cách thức để chúng ta có thể cập nhật được cái tài khoản ngân hàng ở trong cái mục giấy báo có, giấy báo nợ và chuyển tiền nội bộ. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy hữu ích cho công cuộc kế toán của các bạn ấy thì các bạn like và theo dõi trang nhằm mục đích là xem tiếp các cái phần tiếp theo để chúng ta có thể làm thành thạo được cái kế toán trên phần mềm cũng như hoàn thiện cái bổ sung cái kiến thức về kế toán. Xin chào và hẹn gặp lại.